Gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời, em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành, em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, chào anh trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989. Sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại á chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơi quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ tại em sợ bạn thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả? Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. Vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ đâu phải ai đẹp trai cũng ấy đâu em. Dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi chết rồi vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy 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 á phải không? Dạ đúng rồi chị. Một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy 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 giùm em nha. Chút dạ kiểm tra coi sao. Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn man ạ. Có ai nói em ấy ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói nhưng đó. Mà trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn man? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy là đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ không thứ anh kho. Ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ, được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà đến khi mà em khó chịu, mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ, đó lúc đây lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi, sao em nói thiện nghe. Thiện thì cũng thiện lắm, mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sẽ thấy ghê quá vậy. Rồi, cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á, nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui với bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, rồi. Nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi, chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được mà mấy chai? Chắc cỡ 5-6 chai vậy thôi chị. Thiệt không? Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình giận mình không nghe lời, mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử vậy em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử đi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai tin sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mà đội của em đã được vô vòng tứ kết anh. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú khăn trắng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện làm mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ như hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy. Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 2012 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kết tại thi 3 tỉnh đó chị.
là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi đã xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở Chí Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề và em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó. Vậy hả? Dạ. Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu, là hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nói chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi, được rồi, được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ, bình thường vậy. Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà anh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình. Hai mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định là ông rồi, ngon lành. Không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào nha. Em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường nữa là men bình thường. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Nhưng mà mời về cái khoảng là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời, không nghiệp kỳ vậy, ai mà cô gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu, tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo đường nước dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị, em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ kiểu gần tôi xếp vô cái là độc thân bền vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi, chắc chắn. Không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Thứ hai chắc chắn là không ấy ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Vậy nãy giờ nói lo được hết đó, lo cho vợ, lo cho con được luôn rồi nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Rồi dáng dốc sao rồi, cao dạ, thì thấp bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em cũng 61 à lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Ý quên. Em đi, cao nhiêu? Đi giày chứ dạ, quên. Em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì đâu, bắt qua bắt ghế thôi em không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Có điều gì dạ, không thích nữa người con trai? Ứng keo kiệt quá. Gia không, trưởng. Bạn mới đi thoáng. Không keo kiệt, không gia trưởng đó em ơi. Dạ, với lại bạn đó phải lãng mạn với gia lăng tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với bạn tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó, nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn gì nữa không? Mưa anh? Mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Nó lãng mạn. Thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ dạ, tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Dạ. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì dạ, cô rất mừng. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn bạn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. À. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chị. Và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội
để mà có thể tiến xa hơn. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mở rào, cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, em chào anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ, anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cây cái xương rồng nó không có nước, nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Thì anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai, vậy dạ. Em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ, cảm ơn. Em nhìn anh, thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh, gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến. À, cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu được chơi xuống dưới thì em thấy cũng không mấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh em nói chung đừng lo. Tại sinh ra là anh trong cái máu đó rồi, cái máu cái nghệ thuật trong người rồi. Đó nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy em thấy anh bể hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tươi dưới bức tường, cái em không có thấy được. Thì anh hít lại cho em coi được không? Đó rồi, ok. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thế khuyến mãi luôn thấy chưa? Tặng em cả luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn cho cổ thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn đó. Nói chung là ví dụ một cái trái tim đó. Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ rồi. Em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng, nó đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh, làm vợ anh. Tức là giờ em hơi bị đau hồng, thế em không lên được phòng cảm xúc mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé. Được, cố gắng lắm mà. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý, mà em anh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng là câu cuối thôi. Lấy hơi đàng hoàng chuẩn bị. Làm vợ anh nhé để cho người ta. Câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Đúng, anh luôn thông cảm với em, tại em không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi, phải không? Rồi cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Đó, nó lại vậy đó. Thôi, nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi, chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3.
bấm cái gì nữa. Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm mà bấm. Sợ bấm không đúng hả? Con xin phép cái bác gái con được cầm tay nhau. Nắm tay đi. Hồi đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. À, con xin phép gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi, nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa gật đầu, gật, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Rồi cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa, mình phải lùng xuống cho ta hôn chi vậy? Dạ. Ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ. Em thấy anh cũng run quá nên là em nhúng xuống cho anh hôn cho nó dễ vậy. Giờ vô làm vợ anh nhé đi nè, 2, 3. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bà đi xem phim để tâm sự nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng thương hiệu Senton. Và đây là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty Vinalates. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua nệm Vinalates tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nệm cao su thiên nhiên Vinalates, niềm tự hào cao su Việt. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Rồi, nắm tay nhau thật chặt ha, tìm hiểu nhau ha. Vừa đi vừa hát đi. Em gái đi trước, em trai đi sau, bắt đầu hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé.